Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 6. Chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Ra quân hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày môi trường thế giới và ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. Sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Bình 5 tháng qua đạt tốc độ tăng trưởng khá, tạo đà để Thái Bình hoàn thành mục tiêu kế hoạch của cả năm nay. Mới bước vào mùa hè, song số lượng trẻ mắc tay chân miệng phải nhập viện điều trị có chiều hướng gia tăng. Sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng Hành động vì Môi trường, Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm 2022 tại xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tới dự. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Môi trường Thế giới năm nay với chủ đề Chỉ một trái đất, Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm nay với chủ đề Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống nhằm vận động kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen trong cuộc sống theo hướng tiết kiệm hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, nâng cao nhận thức cộng đồng để hướng tới việc xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đồng thời áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là sống hài hòa với thiên nhiên. Thưa quý vị và các bạn, thích ứng an toàn và kiểm soát dịch hiệu quả, vừa phòng chống dịch vừa phát triển sản xuất đã giúp cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, trong đó có cả những tác động từ dịch bệnh và bất ổn chính trị trên thế giới. Từ những cố gắng đó đã góp phần đưa sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Bình vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần trình bày của Hoàng Anh. Xin được mời anh Hoàng Anh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 35.000 tỷ đồng, tăng 17,6%. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 30% so với cùng kỳ. Đây là những con số ấn tượng trong phát triển công nghiệp của tỉnh Thái Bình 5 tháng qua. Góp phần vào kết quả tăng trưởng chung của sản xuất công nghiệp 5 tháng qua, trước hết phải kể đến ngành may mặc với tăng trưởng trên 25% so với cùng kỳ. Là doanh nghiệp chuyên may quần áo xuất khẩu đi thị trường châu Âu và Mỹ, 5 tháng đầu năm nay, tăng trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn HNP đạt tới 25%. Các đơn hàng đã lấp đầy năng lực sản xuất của doanh nghiệp đến hết năm. Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng cho quý 2 năm 2023. Mức tăng trưởng của doanh nghiệp tôi so với cùng kỳ năm 21 là tăng trưởng tới 25-26%. Thì trong cái tăng trưởng đó, chúng tôi phân tích hai yếu tố. Một là cái tăng giá của năm 21 khoảng từ 80%, còn lại khoảng từ 15-18% là do cái tăng trưởng năng suất của doanh nghiệp chúng tôi. Có thể kể đến một số sản phẩm công nghiệp tăng 5 tháng qua như sản phẩm túi khí an toàn, khăn mặt, khăn tắm, sản phẩm áo sơ mi người lớn tăng 26,6%. Trung Quốc là một trong những thị trường lớn nhất của Việt Nam và của nhiều doanh nghiệp ở Thái Bình. Khi thị trường này khó khăn, mỗi doanh nghiệp đã luôn chủ động để thích ứng duy trì và phát triển sản xuất, đặc biệt là tránh phụ thuộc vào một thị trường như Trung Quốc. Trong kế hoạch tới thì chúng tôi cũng dịch chuyển và tìm đối tác để mình xuất sang các thị trường khác. Hiện tại đang có một số thị trường như Hàn Quốc, Thái Lan hoặc là Pakistan. Hơn nữa, chúng tôi cũng đẩy mạnh thị trường trong nước vẫn để duy trì sản xuất. Có thể thấy, tổng thể thành phần kinh tế của tỉnh Thái Bình từ đầu năm đến nay đều tăng trưởng tốt. Cụ thể, kinh tế nhà nước tăng 9,9%, kinh tế ngoài nhà nước tăng 18,7%, kinh tế nước ngoài tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2021. Những kết quả đó thể hiện sự quyết tâm của các doanh nghiệp đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đạt được. Hiệp hội doanh nghiệp cũng đã đưa ra những cái chiến lược động viên các cái doanh nghiệp là phải vượt qua mọi khó khăn thông qua cái việc tổ chức sắp xếp lại sản xuất, tìm kiếm đa dạng các cái thị trường và thích nghi với tình hình và tập trung vào đẩy mạnh cái phong trào thi đua sản xuất kinh doanh. Từ đó là tạo lên những cái động lực trong cái doanh nghiệp của mình để phát triển một cách bền vững. Thái Bình phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả năm nay tăng 18,5% so với năm trước. Mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được bởi Thái Bình
hiện đang có rất nhiều cơ hội để phát triển. Do thời gian qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp, chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đặc biệt là nhiều dự án mới đang triển khai, hứa hẹn sớm đi vào hoạt động, đóng góp cho sự tăng trưởng của tỉnh. Dự án nhà máy Osung Vina Thái Bình với tổng vốn đầu tư trên 40 triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp Liên Hà Thái dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 6 tới và tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động. Khi đi vào hoạt động, doanh thu hàng năm đạt từ 800 đến trên 1.000 tỷ đồng. Đây chỉ là một trong hàng chục dự án đang được khẩn trương xây dựng tại khu công nghiệp này. Nhìn lại kết quả đã đạt được so sánh với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp năm 2022, thì lĩnh vực công nghiệp còn rất nhiều dư địa mà các doanh nghiệp cần tiếp tục khai thác để đạt được mục tiêu tăng trưởng. Để nâng cao giá trị sản xuất, thì bên cạnh việc lựa chọn những đơn hàng có giá trị cao, thì khâu quan trọng nữa mà doanh nghiệp đang ưu tiên quan tâm là đầu tư mạnh cho công nghệ tự động hóa để hạ giá thành sản phẩm. Để hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022, đạt từ trên 93.000 tỷ đồng và kim ngạch xuất nhập khẩu đạt từ 4 tỷ đô la Mỹ trở lên. Ở từng lĩnh vực, loại hình kinh tế, nhất là những ngành hàng, sản phẩm có tốc độ tăng trưởng còn chậm như nước giải khát, sắt thép các loại, sản phẩm loa, cần có những giải pháp riêng. Từ việc chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới. Phải tìm ra cái giải pháp để khắc phục cái khó khăn, nhất là tiết kiệm tối đa cái nguyên nhân vật liệu đầu vào. Cái thứ hai nữa là nâng cao năng suất lao động, và cái thứ ba nữa là không ngừng đầu tư cải tiến công nghệ. Từ cái chỗ đó thì là cũng giúp cho công ty vượt qua được rất nhiều khó khăn. Ngay từ đầu năm, công ty cũng đã triển khai một số các cái công việc để đảm bảo cho công tác vận hành ổn định liên tục và đáp ứng được cái sản lượng mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Cụ thể là chúng tôi đã triển khai mua sắm vật tư thiết bị ngay từ đầu năm để làm sao để có đầy đủ vật tư thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Cái thứ hai nữa là phối hợp chặt chẽ với đơn vị sửa chữa, rà soát, bảo dưỡng máy móc thiết bị, đặc biệt là chuẩn bị cho công tác vận hành trong cái mùa khô sắp tới. Tỉnh Thái Bình đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất công nghiệp nhằm tạo ra giá trị gia tăng, giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế. Đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh các thủ tục để triển khai thực hiện nhanh các dự án, sớm đi vào sản xuất, từ đó mới mang lại giá trị sản xuất công nghiệp. Vâng, rõ ràng hiện nay đối với sản xuất công nghiệp đang có rất nhiều lợi thế để phát triển. Thái Bình cũng đã kiểm soát rất tốt dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo tỉnh và các ngành thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến cùng đồng hành kịp thời, tháo gỡ những khó khăn để giúp các doanh nghiệp phát triển, đóng góp tích cực hơn nữa vào bức tranh kinh tế toàn tỉnh. Tới đây, tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Mới bước vào mùa hè, số lượng trẻ mắc tay chân miệng phải nhập viện điều trị có chiều hướng gia tăng. Thói quen vứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên những cánh đồng gây nguy hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Sau đây là tin vắn tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, theo WHO, hơn 2/3 dân số toàn cầu hiện đã có lượng kháng thể COVID-19, có nghĩa là đã từng mắc bệnh hoặc là đã được tiêm chủng. WHO kêu gọi các nước tiếp tục tăng tỷ lệ tiêm chủng, đặc biệt là đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Tại tỉnh Thái Bình, đến nay đã thực hiện tổng số hơn 3.743.000 mũi tiêm. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại đã đạt 83,85%. Nhờ tỷ lệ bao phủ nên số ca mắc mới giảm từng ngày. Hôm nay toàn tỉnh chỉ ghi nhận 20 ca mắc mới COVID-19. 11 tuần liên tiếp Thái Bình không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng 2 tuần, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận hơn 140 trẻ mắc tay chân miệng nhập viện điều trị nội trú. Không chỉ cao hơn về số lượng so với những năm trước, mà mức độ nặng của bệnh cũng có chiều hướng gia tăng. 3 tuổi, bệnh nhi này vào viện vì tay chân miệng. Ban đầu trẻ trên nổi phòng nước mà chỉ có những triệu chứng phổ biến khiến gia đình nhầm lẫn với một số căn bệnh khác. Ở nhà lúc đầu là sốt, mới ho thì cứ nghĩ là do cái thời tiết ạ. Nên là cũng mua thuốc cho cháu uống. Cháu nổi mấy cái vết mụn ở lòng bàn chân, mẹ tay nổi mấy cái mẩn đỏ ở lòng bàn tay. Còn ở miệng thì nó lở ở môi 1-2 lốt ạ.
xong rồi đến lúc chiều tối là nó cái những cái mụn đỏ ấy là nó bọng lên thành cái nước ấy. Cho lên đây khám thì bác sĩ bảo chân tay miệng. Còn bệnh nhi này chỉ sau ít ngày mắc tay chân miệng đã bị biến chứng viêm não, có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh hoặc nguy hiểm tới tính mạng của trẻ nếu không được cấp cứu điều trị kịp thời. Hai anh em đều sốt thì về mẹ cháu cũng cho uống thuốc hạ sốt, thì em cháu đêm đấy là cắt sốt, còn cháu thì không cắt sốt. Cháu có biểu hiện là người cháu mệt mỏi, mắt cháu lờ đờ, mặt mũi cháu tái nhợt đi, thế là gia đình cho cháu đi bệnh viện. Thì các bác sĩ khám thì các bác sĩ bảo cháu có dấu hiệu chuyển độ phải nhập viện luôn. Trẻ mà nhiễm enterovirus E71 ấy, thì thường nguy cơ nó sẽ có biến chứng nhiều hơn và so với các cái nhóm khác. Trong đó là các cái biến chứng nguy hiểm, đấy là các cái biến chứng về viêm não, viêm màng não, rồi biến chứng là viêm cơ tim, phục hồi cấp. Bệnh tay chân miệng có các biểu hiện ban đầu là sốt, có vết loét đỏ hay phỏng nước ở niêm mạc miệng, lợi, lưỡi ở lòng bàn tay, bàn chân. Một số khác, trẻ bị run tay chân, đi đứng không vững, khó thở. Trong vòng 30 phút, trẻ giật mình 2 lần là dấu hiệu cần đưa đi bệnh viện ngay. Để phòng bệnh ở trong mùa này thì chúng ta cần thứ nhất là vệ sinh tay thường xuyên cho trẻ. Trước khi cho trẻ ăn là một này, hoặc là sau khi trẻ đi vệ sinh thì chúng ta đều phải vệ sinh cả tay chân của người lớn cũng như là đối với lại trẻ. Có thể dùng các cái xà phòng thông thường thôi. Rồi tất cả các cái đồ dùng, vật dụng, các thứ của trẻ chơi ấy, người nhà cũng phải thường xuyên lau rửa, vệ sinh sạch sẽ. Quan trọng nhất là về cái vấn đề về ăn uống, các cái đồ về thực phẩm đảm bảo các cái chất dinh dưỡng đối với trẻ. Các bác sĩ cũng khuyến cáo nếu phụ huynh phát hiện con mắc tay chân miệng, cần cho trẻ nghỉ học từ 7 đến 10 ngày và báo ngay với nhà trường vệ sinh khu vực trẻ học, tránh để bệnh lây lan trên diện rộng. Vâng, bệnh tay chân miệng được dự báo có xu hướng tăng trong thời gian tới do điều kiện thời tiết và tính chất lây truyền. Và chúng tôi cũng xin được nhấn mạnh là bệnh này chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý phòng bệnh cho con và kịp thời đưa trẻ tới cơ sở y tế nếu phát hiện các dấu hiệu của bệnh. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị và các bạn, Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên là hợp tác xã chăn nuôi đầu tiên và duy nhất của huyện Tiền Hải tính đến thời điểm này. Dù mới thành lập và đi vào hoạt động nhưng nhờ sự năng động đổi mới trong sản xuất kinh doanh, hợp tác xã này mang lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế tập thể. 3 năm nay, từ khi tham gia vào hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên, việc chăn nuôi của ông Quang thuận lợi và hiệu quả hơn trước. Vẫn là nuôi vịt, nhưng đây là giống vịt mới, vịt biển Đại Xuyên, cùng với cách thức chăn nuôi theo chuỗi liên kết, giúp ông có thu nhập gấp rưỡi so với cách làm riêng rẽ trước đây. Theo một cái chuỗi thì coi như là đầu ra là nó có một cái mối, đấy là nó cũng có phần tiêu thụ dễ hơn. Và hai nữa là trong chăn nuôi ấy, thì nó có mọi người cùng coi như là phối hợp và bàn bạc để tính toán, để khi mà đầu vào đầu ra nó có cái sự nhịp nhàng và nó đỡ coi như thất thoát hơn. Và hai nữa là giúp đỡ nhau được cái việc mà dịch giã và coi như là quản lý được cái đầu con nó không bị hao nhiều. Hợp tác xã hiện có hơn 50 thành viên là các chủ trang trại, gia trại chăn nuôi trong xã. Ngoài việc nuôi vật nuôi truyền thống, tại hợp tác xã này đã thử nghiệm thành công nhiều vật nuôi mới như nuôi vịt, ngan, gà thương phẩm, nuôi vịt biển, ếch, ốc bưu ta sinh sản. Hợp tác xã đã chủ động định hướng cho các thành viên sản xuất, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp giảm chi phí, đồng thời liên kết, tương trợ nhau trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Vì vậy, thành viên yên tâm sản xuất có lãi cao. Năm 2021, bình quân thu nhập của các thành viên đạt trên 100 triệu đồng. Được cái sự quan tâm của các cấp ủy, đấy là các ủy đảng, chính quyền địa phương và các cái hội, ban ngành, đoàn thể hỗ trợ kinh phí, con giống, thuốc thú y, thức ăn, và thành viên sẽ được hưởng những cái đấy. Và từ đấy đến đây là cái lợi trước mắt và lợi thực tế của những thành viên trong hợp tác xã hơn là những người không tham gia thành viên. Và sản phẩm của những cái người tham gia những mô hình này thì được hợp tác xã chúng tôi bao tiêu đầu ra. Trong khi nhiều hợp tác xã đang loay hoay tìm đầu ra cho các nông sản, thì tại hợp tác xã này, 2 năm qua, việc tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi của các hộ thành viên khá thuận lợi. Ngoài việc tiêu thụ qua kênh bán hàng truyền thống, ban quản trị hợp tác xã tận dụng tiện ích của Internet để giao thương. Chính điều này đã tạo nên đột phá trong tiêu thụ, giúp hợp tác xã đưa sản phẩm đến người tiêu dùng khắp cả nước. Anh em chúng tôi đưa cái sản phẩm trứng vịt và thịt vịt biển Đông Xuyên lên các trang mạng xã hội để tiêu thụ, để nhằm tiêu thụ được cái sản phẩm cho bà con,
Và sang năm 2021 thì anh em trong ban quản trị hợp tác xã cũng được cái sản phẩm lên cái sàn thương mại điện tử, giúp cho cái người tiêu dùng tiếp cận được cái sản phẩm vịt biển và trứng vịt biển của chúng tôi. Đổi mới cách thức, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên đang từng bước khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Hiện nay, bên cạnh phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, tỉnh Thái Bình đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông đường thủy. Đây cũng là hệ thống giao thông quan trọng phục vụ thông thương, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh Thái Bình đẩy mạnh việc kết nối đồng bộ hệ thống đường biển Thái Bình với hệ thống đường biển cảng biển quốc gia, nâng cao khả năng khai thác hệ thống đường thủy nội địa, đặc biệt là đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa như cảng biển Diêm Điền lên loại 1, cảng Ba Lạt lên loại 2, cảng cạn ICD tại khu công nghiệp Tân Trường, tiến hành nạo vét các luồng hàng hải, bổ sung một số cảng trên các tuyến sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa và sông Trà Lý, thay thế các khu bến bãi trung chuyển cát và liệu xây dựng, qua đó nâng cao năng lực giao thông và vận tải các tuyến đường thủy, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để đảm bảo an toàn vùng bãi bồi tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng kè Hồng Lý hoàn thành trước mùa mưa bão. Dự án xây dựng kè Hồng Lý được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dài 1,2 km, được chia làm 5 đoạn theo 5 điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao. Hiện đơn vị thi công đang tích cực triển khai máy móc, nhân lực, thi công liên tục và đã hoàn thành gần 80% khối lượng công việc. Dự kiến nếu thời tiết thuận lợi, công trình này sẽ hoàn thành trong khoảng 1 tháng nữa. Bên cạnh việc xây dựng phương án bảo vệ các trọng điểm đê kè cống xung yếu, huyện Vũ Thư chỉ đạo các địa phương kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ huy, đồng thời đã huy động trên 4.500 người sẵn sàng tham gia lực lượng hộ đê. Nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, gỡ thẻ vàng cảnh báo của Ủy ban châu EC, huyện Thái Thụy ra quân kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi, xuất nhập bến đối với chủ các phương tiện khai thác thủy sản trên địa bàn. Huyện Thái Thụy hiện có 466 phương tiện tàu thuyền đang tham gia hoạt động khai thác thủy sản với 1.455 lao động, trong đó có gần 200 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m đến trên 24m. Nhằm thực hiện quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU, từ 0 giờ ngày 1 tháng 6, các đơn vị biên phòng trên địa bàn phối hợp với lực lượng kiểm ngư, tổ quản lý cảng Tân Sơn và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn ven biển lập chốt và tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi, xuất nhập bến đối với các chủ phương tiện khai thác thủy sản, kiên quyết không cho ra khơi đối với các tàu cá vi phạm, không đủ các thủ tục giấy tờ theo quy định, đồng thời xử lý nghiêm các chủ tàu cá có hành vi cố tình vi phạm khai thác IUU, không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình. Thưa quý vị và các bạn, thuốc bảo vệ thực vật là vật tư không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp, giúp phòng trừ sâu bệnh và nâng cao năng suất cây trồng. Tuy nhiên, sau mỗi vụ sản xuất thì bà con nông dân sử dụng và thải ra môi trường một lượng lớn bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trong khi việc thu gom xử lý loại rác thải này lại đang gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến môi trường. Vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật xuất hiện khá dày đặc trên cánh đồng. Chính những nông dân bám đồng ruộng và có ý thức bảo vệ môi trường như anh Thuần lại là những người cảm nhận rõ nhất sự ô nhiễm do các loại bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật gây ra. Bà con thì chưa có một cái ý thức nâng cao thì cứ gọi là phun xong thì tiện thể bỏ chai rồi bao bì thuốc sâu trước thì cứ làm xong phun xong rồi tiện tay vớ đâu vứt đấy. Cũng thấy đấy là nguy hiểm, ảnh hưởng cho đến từ cả đến môi trường và mọi vấn đề cho cả những người dân. Thiếu ý thức trong việc thu gom, xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật của người dân khiến cho rác thải đồng ruộng ngày càng lớn. Điều này cũng kéo theo hoạt chất tồn dư trong bao bì tăng cao. Bên cạnh đó, đa phần vỏ bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật rất lâu phân hủy. Một lượng thuốc bảo vệ thực vật dư thừa sau khi sử dụng sẽ ngấm vào đất và gây ô nhiễm môi trường. Để hạn chế rác thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhiều bể chứa dành riêng cho rác thải bảo vệ thực vật đã được các địa phương bố trí tại các cánh đồng. Thế nhưng, có phát huy được hiệu quả của các bể chứa này hay không thì lại phụ thuộc phần lớn vào ý thức của mỗi người dân. Chúng tôi khuyến cáo bà con là có là phải tự giác và là khi phun xong thuốc là ta sẽ gom các cái vỏ bao bì bỏ vào nơi quy định để tránh cái sự ô nhiễm từ những cái bao bì thuốc sâu cũng như là bao đựng phân.
thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn có trách nhiệm cũng chính là vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Phần cuối chương trình là thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày cuối tuần. Hôm nay chúng ta trải qua một ngày nắng nóng. Đây là đợt nắng nóng gay gắt thứ hai trong mùa hè năm nay. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây, nên trong ngày mai mùng 5 tháng 6, tại Thái Bình sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 34 đến 36 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.